Em tên là Phạm Hữu Đức ạ. Em sống ở Quảng Ninh, quê em ở Thái Bình ạ. Em đến từ nhóm nào? Em đến từ nhóm Gấu Trúc ạ. Rồi, xin mời em đặt câu hỏi ạ. Em thưa cô là mỗi khi em ra ý kiến cho bố thì bố em cứ cãi lại và không cho em nói hết ý kiến ạ. Với lại là bố còn kêu với mẹ là không quan tâm đến em. Còn là khi em không ở nhà, thế là mẹ, thế là bố cứ mắng em, cứ bảo em điểm yếu. Thế là sau khi bố mắng em xong thì mẹ em bênh vực em ạ. Rồi, cô rất là cảm ơn. Tức là bố không cho con trình bày hết ý kiến của con, đúng không? Bố hay nói ngang và không cho con trình bày hết ý kiến của con, đúng không? Và cái thứ hai nữa, đó là khi con không có ở nhà thì bố con hay làm sao? Con không có ở nhà thì bố con hay nói với mẹ không tốt về con à? Vâng ạ. Tức là bố hay nói xấu con khi con không có mặt ở nhà. Và khi bố nói con, mẹ con hay bênh con thì bố con nói mẹ con, mắng mẹ con phải không? Thế thì vấn đề bố con hay nói con về vấn đề gì? Em điểm yếu ạ. À, tức là em học không được tốt hả? Em là học sinh gì? Trung bình. Thế em đã cố gắng hết sức mình chưa? Rồi ạ. Rồi, cô rất là cảm ơn em nhé. Rồi cô sẽ trả lời. Kính thưa các bạn, các bạn nào có lực học trung bình giơ tay cô xem nào. Rất là nhiều, đúng không? Các bạn đã cố gắng hết mình khi học chưa? Chưa hả? Đúng rồi. Có bạn thì cố gắng rồi, có bạn thì chưa cố gắng, đúng không? Rồi. Thế thì hôm nay cô trả lời cái câu hỏi này của bạn là đã cố gắng rồi, phải không con? Con cố gắng rồi mà con lại cũng không học được thuộc và cũng không học tốt được. Thì bây giờ cô sẽ đưa ra cái cách để cho mình học tốt được con nhé. Cái cách để cho mình học tốt được. Cái cách để cho mình học tốt được thì lại không phải là áp dụng trong việc học bài các con nhé. Các con có muốn nghe bí quyết để mình học tốt được không? À. Mình học tốt hay không là do mình có tư duy được sâu về cái bài đó hay không? Các bạn rõ chỗ này chưa? Và mình có lắm bắt được cái kiến thức ở trên lớp hay không? Các bạn hiểu rõ chỗ này chưa? Thế và bây giờ cô sẽ dạy các bạn trong nhân quả của Đạo Phật, các bạn sẽ được cái vấn đề này. Thứ nhất là chúng ta lên hay lắng nghe. Các bạn rõ chưa? Dù chuyện đó là chuyện gì, khi người ta nói chuyện, mình đừng nói cắt ngang lời người ta, mà mình lắng nghe cho đến hết chuyện. Các bạn có làm được không? Làm được không? Đối với bạn bè cũng làm được, đúng không? Đối với bất cứ nơi đâu mình cũng làm được. Đó là khi nói chuyện, ta lắng nghe hết cái lời nói của người khác, không cắt ngang. Có làm được không? Làm được. Thì cái hạnh lắng nghe này nó giúp chúng ta hiểu được vấn gì? Vấn đề. Cho nên nếu chúng ta đi học thì chúng ta dù không hiểu bài nhé, các bạn nhớ này, mình đang học dốt là do mình không gì? Không hiểu bài. Vì thế các bạn trật tự nghe giảng có làm được không? Dù mình không hiểu cũng trật tự nghe giảng. Đấy là một cái nhân trong cái quả chúng ta sẽ hiểu bài. Các bạn rõ chưa? Vấn đề thứ nhất là lắng nghe, không hỏi cắt ngang. Điều thứ hai nữa là hỏi lại điều đã được nghe, xem cái điều mình nghe đã đúng với cái ý của người ta chưa? Các bạn có làm được không? Ví dụ thế này ạ, có người nói là hết giờ rồi, đi ăn cơm đi rồi tí nó vào tập trung. Thế thì mình lắng nghe rồi, thế rồi mình lại hỏi lại tâm mình một lần là có phải mình vừa được nghe rằng hết giờ rồi, đi ăn cơm đến 2 giờ tập trung không? Các bạn rõ chưa? Tức là mình nghe này, xong mình tư duy lại cái điều nghe xem đã chuẩn chưa từ việc nhỏ nhất. Con có lắm được chỗ này không con? Con có nghe rõ không? Có biết được không? Vấn đề thứ nhất nhé, nghe một vấn đề và kiểm tra cái vấn đề mình nghe đã chuẩn chưa? Thứ ba là tư duy về vấn đề đó,
tức là ta tư duy về vấn đề đó. Thứ năm là chúng ta thực hành vấn đề đó nhá. Nghe một vấn đề, vấn đề đó là vấn đề đáng được nghe, quan tâm đến mình, việc đó là việc thiện. Ví dụ mẹ con nói con thế này này: hôm nay con đi học về, con quét nhà đi nhé. Cô nói ví dụ nhá, cô bảo là, mẹ bảo là hôm nay con đi học về, con quét nhà đi nhé, thì con sẽ lập trình lại một lần nữa là mẹ dặn mình hôm nay đi học về quét nhà đi nhé. Đấy là vấn đề nghe. Vấn đề thứ hai là tư duy. Tư duy là mình sẽ quét nhà vào cái thời gian nào. Các con rõ chưa? Đấy là tư duy. Và vấn đề thứ ba là con quét được nhà. Cứ như thế trong tất cả mọi việc thì các con sẽ làm sao? Sẽ nghe được vấn đề, hiểu vấn đề, thông minh lên và học tốt lên. Các con rõ chỗ này chưa ạ? Chứ không phải là các con đã không hiểu gì thì các con cứ đọc vào đầu bài rồi các con chán các con sẽ bỏ đấy, đúng không? Nhá, cho nên là vấn đề chúng ta này, ở nhà áp dụng tất cả công việc nhà, đến lớp thì trật tự ngồi nghe giảng, xong sau đó lại đọc lại vấn đề mình đã được học, phải không? Đọc lại đầu bài, tư duy lại và chúng ta sẽ làm được. Các con rõ vấn đề là chúng ta không học dốt là ở chỗ đấy chưa? Và vấn đề nhân quả nữa là con thường đưa ra một ý kiến và thường bị bố mình cắt ngang ý kiến của mình là do con không lắng nghe hết một vấn đề. Con hiểu không? Trong đạo Phật thì nói rằng kiếp trước mình không tôn trọng ý kiến người khác. Thế thì bây giờ con phải thực hành là tôn trọng ý kiến người khác. Con rõ chưa? Tôn trọng ý kiến người khác thì bây giờ vấn đề của con với bố con, cô hướng dẫn cho con giải quyết nhé. Khi bố con nói vấn đề về con đấy, nói xấu con đấy, thì con đừng phản ứng lại bố, mà con xem cái điều, tư duy xem cái điều đó có xấu không. Con rõ chưa? Tức là tư duy cái điều bố nói có thật không, thật là xấu không. Thế nếu mà xấu thì mình phải nhận, bảo vâng con học dốt bố ạ, nhưng con sẽ cố gắng. Con rõ chưa? Thế cố gắng môn này bằng cách nào thì con sẽ bảo là bố kèm con với, có được không? Con đang học dốt môn này, bố kèm con với. Thế trong cái quá trình bố nói thì con sẽ nói là bố ơi, bố nói chỗ này con chưa hiểu, bố nói lại cho con hiểu, được không? Vâng ạ. Thế mà con sẽ nói chuyện với bố nhiều hơn. Ví dụ như là bố ơi, con quét nhà, bố xem con quét nhà thế này được chưa? Có gì bố góp ý cho con với, có được không? Thế là con không bị nói xấu nữa, con không bị cắt ngang ý kiến nữa và con sẽ học hành tốt lên. Con có nắm chắc được cái kiến thức của cô nói chưa? Được chưa? Nhá. Thế thì rất là mong con là con về con sẽ nghe lại cái này. Cô sẽ đưa ra một tình huống nữa nhá. Ví dụ bố nói xấu con vấn đề gì, con nói thử cô nghe xem nào. Bố em hay làm việc thế nên cũng tức vì em, bởi vì em cũng học dốt tí. Học dốt lý? Vâng. À thế được rồi. Thế thì bây giờ việc đầu tiên là em sẽ làm các cái việc nhà nhá. Lắng nghe này, làm tư duy công việc và làm hết công việc để cho mình lấy cái nhân quả tốt đã nhá. Thế xong rồi về học lý thì vấn đề gì chưa hiểu về lý sẽ mang ra cho bố để bố giảng lại cho con nhá. Vâng ạ. Về môn lý chỗ này con chưa hiểu, xong bố giảng, bố ơi chỗ này con chưa hiểu. Cứ thế là dần dần bố với mình cùng chung một niềm đam mê. Rõ chỗ này chưa? Hoặc là con đi học thêm về, con mang cái bài học thêm ra, con bảo bố con giảng thêm cho con. Con hiểu chưa? Ờ, thế là được nhá. Rồi, cô cảm ơn câu hỏi của em rất là hay. Cảm ơn cô ạ.